Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính chào các quý đạo hữu. Kính thưa các quý đạo hữu trong câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa. Tất cả chúng ta bắt đầu trải qua cái lạn dịch Covid-19 bùng phát ở tại Việt Nam. À, tâm chiếu hoàn quán sách tấn các quý đạo hữu chúng ta hiện nghiêm túc chỉ đạo của thủ tướng chính phủ cũng như hướng dẫn của bộ y tế là phật tử chúng ta phải thực hành nghiêm túc. Thì Tâm chiếu hoàn quán hôm nay xin các quý đạo hữu tham khảo cái cách tăng sức đề kháng đó là ăn hành tây, uống nước nghệ, uống nước gừng và thở mạnh buổi sáng sớm ngủ dậy thì chúng ta uống một cốc nước nghệ, chúng ta lấy nghệ tươi, chúng ta xay hoặc giã ra, sau đó chúng ta pha với nước sôi hoặc đun lên một chút với nước sôi, xong sau đó thì chúng ta để ấm và chúng ta uống. Đó là uống cốc nước nghệ. Sau khi uống nước nghệ một lúc rồi, thì chúng ta ăn hành tây. Thì cái miếng hành tây chúng ta cắt ra bằng khoảng hai đầu ngón tay vuông vuông như vậy ạ. Và cái cách ăn hành tây thì chúng ta ăn thế này. Chúng ta cho cái miếng hành tây vào miệng, nhai, nhưng mà nhai lát hết ra cho thành nước. Và chúng ta ngậm ở khoang miệng như vậy và chúng ta thở bằng lối mũi để cho cái hơi hành tây đó nó xông qua đường mũi thì chúng ta ngậm như thế một lúc lâu và thở như thế một lúc lâu thì bắt đầu chúng ta luốt từ từ. Chúng ta không nhai hành tây mà nhai dập rồi luốt xuống bụng thì nó sẽ bị nóng vùng bụng của chúng ta và chúng ta cũng không nhai hành tây là nhai tới đâu nuốt nước tới đấy, chúng ta cũng không nhai như thế. Việc nhai hành tây này thì quý đạo hữu có thể được trải nghiệm ngay. Nếu như quý đạo hữu thấy mình bị rát cổ, ho thì chúng ta chỉ cần ăn liên tục như vậy. Một miếng. Sau khi nuốt xong, chúng ta lại ăn miếng thứ hai và ăn miếng thứ ba thì lập tức chúng ta sẽ thấy chúng ta khỏi được cái rát cổ và cái ho ho đấy là chúng ta khỏi được. Và ăn hành tây này thì chúng ta ăn giải rác nhiều lần trong ngày. Và sau khi ăn như vậy thì chúng ta không có uống nước mà chúng ta phải để một thời gian dài để cho cái hành tây nó lưu lại ở trong cái khoang cổ và cái vùng họng của chúng ta. Rồi chúng ta ăn sáng, ăn sáng xong thì chúng ta uống nước gừng và việc này thì đã được áp dụng qua cái lần covid thứ thứ nhất lần trước thì các Phật tử đã áp dụng và thấy mình không có bị cái hiện tượng cảm. Cái này rất là tốt. Thế và trước khi đi ngủ thì các quý đạo hữu cũng nha một miếng hành tây như thế, ngậm như thế rồi chúng ta mới ngủ, gọi là trước khi đi ngủ mà lên giường đấy ạ thì chúng ta ngậm như thế và chúng ta nhai như vậy. Ngoài ra chúng ta còn có một cách hít thở hàng ngày. Tức là chúng ta hít vào thật sâu và thở phù ra thật mạnh. Nhưng cái chỗ này các quý đạo hữu cũng phải lưu ý là chúng ta không hít thở như thế ở những nơi công cộng. Mà chúng ta lên là có thể là ở nhà chúng ta có một cái chậu con con đấy ạ. Thì chúng ta đổ một ít nước, nước nóng vào đó cho một tí muối vào hoặc nước nguội nhưng mà cho một tí muối vào chúng ta hít và chúng ta thở xuống cái cái chậu nước đó thì để phòng rằng nếu như mà mình đã mắc bệnh rồi mà mình chưa biết thì nó không có nguy cơ lây lan bệnh ra cộng đồng ra người khác nhé các quý đạo hữu nhé thì hôm nay tâm chiếu hoàn quán chia sẻ với các quý đạo hữu để các quý đạo hữu tham khảo cái cách để tăng sức đề kháng phòng chống dịch Covid-19. Cái việc mà uống bằng nước nghệ buổi sáng, mổ dậy ăn hành tây và thở uống nước gừng là do chúng ta tham khảo. Thế thì các quý đạo hữu có thể thực hành theo phương pháp này để giúp cho mình có những cái phòng tránh bệnh tốt. Cho nên quý đạo hữu chúng ta có thể tùy duyên áp dụng, nhưng tâm chiếu hoàn quán vẫn nhắc các quý đạo hữu là thực hành nghiêm túc. Chỉ đạo của thủ tướng chính phủ cũng như là các khuyến cáo của Bộ Y tế, nếu chúng ta thấy có những dấu hiệu như là chúng ta đã được khuyến cáo thì chúng ta đến ngay các cơ sở y tế để chúng ta được sự chăm sóc kịp thời. Và tâm chiếu hoàn quán, sách tấn các quý đạo hữu, chúng ta tinh tấn tu tập để cho chúng ta chuyển nghiệp Chúng ta có chuyển nghiệp thì chúng ta sẽ giúp cho mình, giúp cho người được phòng bệnh và chữa bệnh tốt hơn. Và chúng ta cũng đem công đức tu tập này nguyện cầu lạn dịch COVID-19 nó sớm qua đi và nguyện cầu cho à, những người à, có chức trách, có nhiệm vụ được tăng sức khỏe nhất là tầng lớp y bác sĩ và các cán bộ mà tuyến đầu trong dịch chống covid này được tăng sức khỏe và tăng phúc lành để giúp cho cái lạn dịch này sớm được qua mau chúc các quý đạo hữu tinh tấn chúc toàn thể gia đình các đạo hữu được bình an và cũng chúc cho việt nam chúng ta sớm hết được dịch và thế giới cũng hết được dịch nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni